Chúng tôi đã ngừng đếm các bàn thắng của Ronaldo, nhưng anh ấy thì không. Đó là những lời Bruno Fernandes đã chia sẻ với Abola sau khi chứng kiến người đàn anh tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá hiện đại. Đúng là chẳng ai đếm nổi những bàn thắng của Ronaldo nữa cả. Nó nhiều quá mà, chỉ có CR7 vẫn đếm từng pha lập công, 900 lần đếm với từng cảm xúc khác nhau. Nhưng chẳng có cảm xúc nào trọn vẹn và xúc động như thế này cả. Trong ngày siêu sao người Bồ Đào Nha cán cột mốc vĩ đại, anh đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các cổ viên và cả câu lạc bộ Real Madrid. Các trang mạng xã hội kênh Kền Trắng đã đăng tải thông điệp thêm một cột mốc lịch sử cho Ronaldo, bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp. Anh là một trong số những huyền thoại vĩ đại nhất của Real Madrid cũng như của bóng đá thế giới. Chúc mừng anh, hỡi Ronaldo đáng mến và đáng ngưỡng mộ. Real Madrid cũng như các cổ viên vẫn luôn tự hào về anh. Đọc được những dòng này, chắc Ronaldo cũng cảm thấy thực sự ấm lòng. Trong khi đó, mạng xã hội X của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha cũng lên poster chúc mừng CR7. Một bức poster ấn tượng với đủ mọi sắc thái ăn mừng từ ngày Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở Sporting cho đến trận đấu gặp Croatia vừa rồi. Chúc mừng anh với bàn thắng thứ 900, Cristiano Ronaldo. Điều tuyệt vời nhất, mọi người biết là gì không? Số bàn thắng này chưa dừng lại ở đây đâu. Và tất nhiên mạng xã hội tràn ngập những lời khẳng định. Go, người tạo nên lịch sử, một kỳ tích không ai sánh kịp. Đó là những tuyên bố cực kỳ đanh thép mà các cổ động viên đã dành cho Ronaldo trong ngày anh thiết lập cột mốc trọng đại. Thậm chí các cổ động viên còn đào lại phát biểu cả những chuyên gia từ kênh thể thao ESPN cách đây 2 năm khi họ từng bật cười về kỷ lục của Ronaldo. Đó là vào năm 2019 khi CR7 vừa ghi bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp. Một pha lập công vào lưới đội tuyển Ukraine trong chiến dịch vòng loại Euro 2020. Khi ấy Frank Lerbeuf, cựu cầu thủ người Pháp đang làm chuyên gia cho ESPN, đã có câu trả lời thế này với câu hỏi liệu CR7 có thể ghi 800 bàn. Ai cớ? À Ronaldo á, 800 bàn á, không bao giờ làm được. Chi tiết đáng chú ý nhất là người dẫn chương trình và các chuyên gia của nhà đài đều bật cười khi nghe đến kỷ lục 800 bàn của Ronaldo. Giờ thì họ đang trở thành trò cười trên mạng xã hội. Có cổ động viên còn bình luận thời đại nào rồi còn đi tin ESPN. Giờ thì chúng ta sẽ đến với những tuyên bố của chính chủ. Quả thực đó là một bàn thắng đầy cảm xúc cho cá nhân tôi. Nghe qua thì có vẻ dễ, nhưng để đạt được 900 bàn là cực kỳ khó. Nó đòi hỏi anh phải luyện tập chăm chỉ và kỷ luật với bản thân mỗi ngày. Tôi đã 39 tuổi rồi nên tôi cần phải tập trung tối đa cho các trận đấu. Ronaldo cũng nhắc rất nhiều về kỳ Euro vừa rồi và gọi nó là một trải nghiệm đáng quên trong sự nghiệp. Còn giờ thì anh đã thay đổi về mặt chiến thuật cũng như về cả bản thân mình. Ronaldo nhận định anh được chơi tự do hơn và nó thúc đẩy anh ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp. Nghe này, Bồ Đào Nha bây giờ đã rất khác, tôi cũng đã rất khác, được chơi tự do hơn, tạo ra nhiều khoảng trống hơn cho các đồng đội. Chẳng phải ngẫu nhiên Dalot, một hậu vệ, lại băng lên và ghi bàn đâu nhá. Điều đó cho thấy Bồ Đào Nha đang chơi một thứ bóng đá rất linh hoạt. Trong giây phút cao hứng, Ronaldo còn đưa ra tuyên bố mình không cần vô địch World Cup. Với cá nhân anh, giành chức vô địch Euro cùng Bồ Đào Nha chẳng khác nào một danh hiệu thế giới rồi. Mà thậm chí CR7 còn vô địch Euro và cả UEFA Nations League với đội bóng màu áo bã trầu cơ mà. Chúc mừng CR7 với bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Giờ thì chờ xem bao giờ anh sẽ chạm tới một con số 1000 vĩ đại kia.